Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang có hai con Sony 5 Mark 2 nha các bác. Thì trước đây em có sử dụng cái con Sony 1 Mark 2, thì cái thời đấy em thích nhất là cái màn hình của nó và cái thiết kế của nó. Thì con này nó cũng gần gần tương tự như vậy các bác. Thì nay sẵn có hai con đây, em sẽ test cho các bác xem là hai con này như thế nào, và cũng hướng dẫn các bác test luôn cái dòng Sony như này nhé. Thì em sẽ test một con thôi. Thì trước tiên thì các bác cũng xem ngoại hình thôi. Thì các bác phải ưng cái ngoại hình thì các bác mới tiếp tục là test tiếp thôi, chứ ngoại hình mà xấu thì, hoặc là các bác không ưng thì tốt nhất là không không cần phải test nữa. Thì trước tiên các bác cũng cứ lau sạch đi và xem là nó có xước sát gì không. Thì hai con này thì em test rồi, thì tiện em cũng đang bán hai con này, mà hai con này đang bán là 5 triệu 7 nha các bác, máy trần và bảo hành 10 ngày nhé. Thì đây, hai con này thì em chỉ thấy là cái con bên trái này thì cái cổng cổng sạc ấy, cái cổng sạc này nó hơi xước hơn một chút. Đây, để em cho gần hai con vào nhau. Đấy, cái con bên trái thì cổng sạc nó xước hơn một chút. Còn con bên phải thì là gần như là đẹp mới tinh luôn ấy. Đó. Đó, thì em chỉ soi hai con này luôn cùng một lúc nhé. Đây là cạnh dưới này. Đây là cạnh phải này. Đấy, cạnh phải thì gần như là chưa xước tí nào luôn nha các bác. Chưa xước tí nào luôn. Đây là cạnh trên này. Cạnh trên này thì cái chỗ vàng vàng này là cái chỗ bẩn bẩn mà em cũng chưa kịp lau đi thôi. Thì nó cũng mới còn lớp mới nhé. Đấy, cổng 3.5 gần như chưa xước luôn. Đây. Còn đây là cạnh trái đây. Cạnh trái cũng thế, chưa xước tí nào luôn đấy. Đó, chỉ có mỗi, tại vì em cũng soi rất là kỹ rồi. Chỉ mỗi cổng sạc thôi. Còn đây là lắp lưng. Lắp lưng cũng thế thôi. Cũng gần như chưa xước nhé. Đấy. Và đặc biệt các bác quan tâm là cái ống kính của nó ấy. Kính của nó đây, thì các bác thấy là nó rất là mới luôn, rất là đẹp luôn, gần như chưa xước nhé. Đó, đây con này cũng thế. Đó, chỉ có hai con này thì màn hình cũng thế, cũng rất là đẹp, không không bị xước gì cả luôn. Nó chỉ vân tay thì thôi, chứ còn chưa xước thế nào luôn. Nó còn sạch kia cho các bác xem, bởi vì các bác rất là quan tâm cái màn hình mà. Đây, thì đây. Đó, con này gần như chưa xước tí nào. Rồi, ok, em bỏ con này ra nhé. Con này là con xước, hơi xước hơn cái cổng sạc thôi. Còn lại thì đẹp hết nhé. Con này cũng thế. Con này đẹp hơn là vì nó không, gần như là không xước cái cổng sạc. Đây, màn hình trước đây. Rất là mới luôn nhé. Rồi. Đó, thì quan trọng là các bác cứ test cái ngoại hình đi. Ok, thì các bác mới tiếp tục các bác test vào bên trong. Thì trước tiên thì các bác cũng test xem là cái wifi này có nhận hay không này. Đây, xong các bác tắt đi xem là sim có nhận hay không. Ồ, sim đâu nhỉ, gọi phát xem nào. Em lắp sim vào con nào không biết, em nhớ nhầm vào con này à, không lắp sim vào con này, nhầm đây. Đây, chỉ trước tiên các bác cũng test wifi này. Wi-Fi này nhận bình thường nhé, và tắt Wi-Fi đi. Thì đây, con này nhận sóng bình thường nhé. Đấy, thì em sẽ thử nghe gọi luôn. Đây. Nghe gọi bình thường nhé, cảm biến tiếp cận bình thường. Đó, để em xem có chuyển đến 4G không. Tại vì đây, 4G này. Tại vì trong phòng em ấy thì là cái sóng 4G nó khá là yếu, thì con này nó được là một vạch nhé. Thì nó cũng giống như con V60 bản T-Mobile của em ở đây thôi, nó cũng chỉ được một vạch thôi. Nói chung là trong phòng em thì sóng yếu. Thì em thấy là em dùng nó từ chiều đến giờ ấy, là cái việc mà nó có 4G một vạch này ấy, thì nó thỉnh thoảng hay bị mất sóng hơn là con V60 kia nha bác. Tại vì em cảm giác là cái bản Nhật này ấy, nó sóng nó yếu hơn một chút so với bản T-Mobile, con V60 T-Mobile của em. Đấy, thì nó có như nào thì em nói như thế thôi. Nhưng mà em thấy là cái việc mà ở trong phòng em đã sóng yếu này là mà nó vẫn bắt được, thì em thấy là đã ổn rồi. Đấy, và quên cũng chưa nói với các bác là đây là bản Nhật nha các bác, bản của nhà mạng SoftBank nhé. Đấy, thì trước tiên các bác test nghe gọi trước. Rồi, ok, thì các bác mới test tiếp cái khác. Thì đây, ở trong bên Sony họ có cái lệnh test như này. Đó là sao thăng 7378423, thăng sao đó. Khi các bác vào đây rồi thì các bác vào quần Swipe Test này. Đó, thì trong này các bác có thể được mấy cái phím ấm này, phím bấm ok này. Đấy, phím tăng giảm âm lượng này,
phím Google này. Đấy, còn đây là phím chụp ảnh này. Đấy, ok nhé. Không ra được à? Rồi. Thôi nhầm à. Đó thì đây. Test này sao mới trả ra vậy các bạn? Lại lại. Đó, và lại thêm cái. Đấy. Thì vừa rồi là em test cái cây nó ok rồi nhá. Tiếp theo các bác test cái cảm ứng thì nó rất là quan trọng rồi đây. Các bác vào cái phần free drawing này này. Đó thì các bác kéo hết tất cả các thứ xem nó có bị điểm cắt nào không, điểm trên nào không. Không không là được. Còn mấy cái này thì các bác sau này các bác tích test thì test không test thì được không sao, quan trọng ở trên thôi. Đó, tiếp theo là cái phần display này, cái phần hiển thị màn hình ấy. Thì đây, cái con này dùng màn hình OLED mà các bác, cho nên là nó cũng rất là đẹp luôn nha các bác. Đều màu và không bị ám ố gì nha các bác. Đó. Đó, nó đủ các màu luôn, các bác test thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo là test cái phần đèn thông báo ở đây này. Đấy, nó có màu xanh này. Đó, là ok nhé. Đó, tiếp theo là cái loa này. Đây, mở to này. Các bác có thể nghe hai cái loa. Đấy, và ở đây nó có test từng cái loa cho các bác này. Loa trái này, loa phải này. Đó. Rất là ngon luôn. Và mấy cái earphone này, các bác test cái phần tai nghe, các bác cắm tai nghe vào các bác test. Đó. Cái microphone này, cái microphone này rất quan trọng nha, nhưng mà khi mà em test bằng cái lệnh này thì em nghe lại nó chả có tiếng gì cả, thì các bác nghĩ là cứ hỏng đúng không? Thì em cũng đầu tiên em cũng nghĩ là hỏng các bạn. Và đây là cái loa, cái mic nữa này, cái mic phía trên này này. Phía trên này, đây là mic, cái lúc nãy là mic phía dưới nhá. Đây, xong em test hai cái mic này thì nó đều chả nghe thấy tiếng gì, nhưng mà khi các bác muốn test mic ấy, thì các bác quay thử một đoạn phim luôn. Đây, ví dụ đây là nó quay một đoạn phim luôn. Đây. Alo alo 1 2 3 4 alo alo. Đó, bác xem lại cái đoạn phim là các bác biết ngay. Đó, là ok nhé các bác. Đó, và nếu các bác sợ nữa nha, thì các bác tải luôn một cái phần mềm ghi âm về. Đây, ghi âm. Tải bất kỳ phần mềm ghi âm nào cũng được, không cần quan trọng. Test tí rồi các bác xóa đi cũng được. Đấy thì chờ nó tí. Ô, sao cái này lâu thế? Đây, cái này nhẹ này. À, đang tải bằng cái 4G không thích nào, nó chậm quá các bạn. Rồi em phải bật wifi lên test để em tải cho nó nhanh. Ủa lâu thế nhỉ. Rồi sắp xong rồi. Đó thì các bác cũng chờ tí, tại vì em cũng biết là nhiều anh em cũng chưa biết test cái Sony, tại vì Sony nó cũng như LG thôi, nó rất là ít ít hàng ấy và cũng ít người dùng, cho nên là nhiều khi có gì đây. Được rồi, sao lại tải lại là như nào nhỉ? Đấy, trong khi chờ nó cài đặt thì em sẽ test luôn các bác nhé. Thì đây là cái DRM Info này, thì con này là có chứng chỉ L1 nhé. Đấy, con kia đây, con kia em test rồi, chứng chỉ L1 luôn. Đây, nó xong rồi đây. Đó, ôi trời, sao mà nó lâu thật thế mà. Chịu luôn đấy. Cái app này sợ thật. Rồi. Đó. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Cái app này đúng là app dở hơi luôn. Lưu nữa, sợ quá. Mày hàng trên đi, Ôi trời, biết đi, tìm chịu luôn đấy. Hàng
trend đi, Shopee liền đi, bắt trend giá sốc. Ủa. Này. Đó. Alo, 1 2 3 4. Alo, alo, 1 2 Đây, 3 ok 4. nha các bác. Thì còn cái app này đỡ hơn này, em thấy app này đỡ hơn này. Đấy. Alo, 1 2 3 4. Alo, alo. Sợ luôn cái app kia. Alo, 1 2 3 4. Alo, alo. Đấy, ok. Thì cái mic các bác chắc ăn thì cứ test như thế cho nó chắc ăn. Tiếp tục em sẽ vào cái lệnh lúc này, sao thằng 7378423. Rồi nó em test đến cái microphone rồi. Thì đây là rung này, rung này các bác nhấn vào nó rung xem nó có rung nhá. Ok, rung. À, camera sau này. Đây các bác nhấn vào. Đấy ok. Đấy nó mấy cái camera kìa mà. Đấy. Ok. Cả góc rộng, siêu rộng, đó, ok hết nhá. Đó, còn cái camera trước này, các bác cũng test vào như vậy. Đó, ok. Rồi. Đó thì tiếp theo là cái đèn flash LED đây. Thì cái đèn này nó hơi tối nha các bác. Đây này, nó có đây này nhưng mà nó ngả hơi ngả về màu vàng và nó hơi tối nha các bác. Nó không sáng như cái con mấy con LG. Đó. Bluetooth cái thứ thì cũng chả cần phải test đâu. Tại vì thường thường là wifi nó ok thì Bluetooth nó ok. Đây, phải tìm bật cái kia khác lên nữa. Cái này nó tìm thế là ok rồi. Đây, rất là lâu rồi. Rồi, mấy cái NFC GPS này đây có cái compa này này là nó đây, nó có cái có thể là xoay ngang xoay dọc ấy đây, nó có các bác cứ xoay và nhìn thấy nó nhảy giá trị là ok. Đó. Rồi. Tiếp theo là đây cái cảm biến tiệm cận này, hay cảm biến tương cận nhé. Ví dụ như này là nó đang không không nhận cảm biến tương cận nhé. Cho vào này on này, đấy ok này, on này, ok này, đấy ok. Lúc nãy nghe gọi thì cũng test được rồi, không cần cái này nhưng mà cho chắc ăn. Thì tiếp theo là cái test áp suất đây nhé các bác. Thì bên LG thì nó nhảy rất là thấp nhưng bên bên Sony thì nó nhảy cao vãi trưởng luôn các bác. Thì đây nó đang 1018.9 nhá, thì nhảy này. Đấy nó lên 3 mấy, 1030 mấy luôn. Ồ nhảy kinh khủng luôn, nó nhảy. Nó mà nhảy tầm được hơn 20 đơn vị các bác. Đấy. Đấy. Nhảy kinh khủng tởm luôn. Đấy. Đấy và cũng bóp xong thì nó sẽ quay trở về đây để các bác đang giữ nhá. Đây này. Bóp xong này giữ này, nó sẽ về thôi. Bóp giữ nó cũng về thôi. Chứ nó không giữ nguyên ở cái giá trị 103 mấy đấy nhá. Đấy, đấy nó vẫn về thôi, đấy. Rồi tiếp theo là cái phần bộ nhớ này quan trọng, có cái phần pin này, đấy pin này này, thì cái pin này đây các bác nhìn này, này nó đang là 354400. Thì cái này em cũng không biết nó là chính xác không, tại vì bên Android nó không như bên iPhone đâu, là nó có hiển thị cái mức chai pin ấy. Nhưng mà nếu mà theo cái thông số này nhé, ý là nếu theo thông số này, tại vì pin con này là 4.000 mà, thì con này còn khoảng 3.500 đúng không, tầm 3.500 thì nó đã chai mất khoảng tầm 500 rồi đấy. Thì các bác tính phần trăm ra thì các bác biết, thì em cũng không tiện tính ở đây đấy, thì các bác cũng biết rồi đấy, là cái thông số này cũng chỉ để mà tham khảo thôi. Nhưng mà em thấy là có vẻ là bên 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 Sony người ta làm cái này thì có vẻ là nó có thể tham khảo được đấy, đương nhiên em chỉ nói để tham khảo thôi nhé. Đấy rồi, theo là cái vân tay này, vân tay thì tí nữa em cài luôn, cái này không quan trọng, tí nữa em ra em cài luôn. Đấy thì đấy, thì đấy là tất cả những chức năng mà hay dùng ở trên cái này. Mấy cái này thì mấy cảm biến vớ vẩn này thì không quan trọng nữa. Đó, xem là còn cái gì nữa. À, ở bên Sony ấy, thì họ vẫn dùng được cái lệnh này nhá, sao thăng 4636 thăng sao, để mà các bác có thể chuyển được các trạng thái mạng ấy. Ví dụ từ các bác có thể để 2G hoặc là để 3G hoặc để 4G để các bác nhấn vào chỗ này. Thì đây trong này nó có 2G, chỉ 2G này, chỉ 3G này, chỉ 4G này, đấy, chỉ 5G này, và con này có 5G nha các bác. Đấy, chỉ 5G này đấy. Còn các bác để tự động thì các bác chọn dòng cuối cùng này nhé. Đấy. Ok. Đó. Rồi em sẽ ra em test cái phần cảm biến vân tay. Đây. Cho các bác xem bảo mật này. Đó.
và em sẽ dùng cái vân tay. Đấy, như thế này là còn này. Con kia em cũng test rồi, cắt xong rồi em mới test con này nha các bác. Rồi, ok. Đó, con này một đó. Thế đây, con này chỉ cần là tắt màn hình đi, bỏ chạm vào cái là mở, chạm nhé, không cần phải nhấn nhé các bác. Con này là nhờ mở rất nhanh luôn. Và em cũng rất là thích cái việc mà vân tay vật lý như này, dùng nó chính xác và nó nhanh ấy các bác, sướng lắm. Đấy, và đặc biệt là các bác ạ, cái màn hình của con này là cái màn hình nó có tỷ lệ là 10, à quên, 21 chia 9 nha các bác. Thì cái tỷ lệ này nó rất là dài về cái, nó rất là dài về cái chiều dài ấy. Đấy, thì các bác nhìn thấy đấy. Nhưng các bác sẽ cầm nắm rất là dễ. Và tuy nhiên thì là các bác không thể với được bên trên. Các bác có thể với sang cạnh ngang này, ok, rất là dễ. Sang bên này rất là dễ này, nhưng mà các bác với lên trên rất là khó. Cho nên là con này nếu mà như các bác nào mà hay xem phim điện ảnh ấy, thì kiểu là cái tỷ lệ 21 chia 9 ấy, thì nó sẽ full màn hình ấy, thì rất là thích hợp nha. Và màn hình nó cũng rất là đẹp mà. Đấy, cho nên là nếu bác nào chịu khó kề phim ấy, thì con này khá là ổn. Tuy nhiên thì em thấy là trên YouTube thì hiện tại các nội dung đa số như là các vớ vẩn vớ va vẩn như kiểu kênh của em đấy thì toàn dùng là 16:9 thôi, cho nên là nó khi mà dùng nó sẽ bị hai cái vạch đen ở đây, thì cái đấy là do cái tỷ lệ màn hình thôi nha các bác. Đấy, xong rồi còn cái gì nữa nha, đây là mở áp suất rồi đấy. Và đặc biệt là ở trên những cái dòng 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 Xperia gần đây ấy, là có hai cái trình, đó là Cinema Pro và Photo Pro này, để các bác có thể tha hồ mà các bác sáng tạo ở trong này. Nếu như bác nào có cái năng khiếu về nhiếp ảnh ấy, em thì em rất là ngu về nhiếp ảnh, nhưng mà em cũng chả có cái gì để mà khám phá chỗ này cho các bác được. Tuy nhiên thì em thấy là có hai cái trình này nó như một cái máy ảnh chuyên nghiệp đấy các bác. Đây các bác thấy không, con này nó lên cả bộ giải 4K này, rồi FPS 29, ủa FPS 60 rồi này. Đó. Đây xem là còn cái kia xem nào. Đây photo pro này. Đây, nó lấy của cái Sony Alpha lên nha các bác. Đó, rất là kinh khủng luôn. Đó, pro luôn. Nó có kinh khủng. AF này, AF, MF đây, cái nét thủ công này. Đó. Quá kinh khủng này, nên đã cái tay xem nào. Macro này. Macro con này được được tầm tầm 10 cm các bạn, tầm đấy, hơn, nói chung em không đỏ nhưng mà thấy hơn đấy. Rồi ok, thì cái đây là cái test mấy cái chức năng vớ vẩn thôi, còn các bác chỉ cần test như thế là các bác đã thấy thấy ổn rồi nha các bác. Đó, và con này chỉ có một sim nha các bác hỏi hai sim đấy. Nói chung là nếu như mà so sánh với con V60 ở đây, con V60 bây giờ thì giá sẽ tầm khoảng tầm 4 triệu rưỡi thôi, còn con này tầm 5 triệu 7, nó hơn khoảng hơn 1 triệu đấy. Thì bù lại như nào, bù lại thì nó có một cái thiết kế rất là tốt, và nó có màn hình 2K các bạn. À, quên đấy, không nói các bác, con này có màn hình 2K luôn nha các bác, nhưng không như con V60 đâu. V60 là màn hình nó chỉ có 60 thôi. Đây này, con này có 2K này, đâu rồi nhỉ, đây đây này. Đấy, quên rồi, chưa bật, mà chưa bật nó đã thấy rất là mượt rồi nha các bác. Bật lên thì quá tuyệt vời luôn. Các bác, em bảo đảm cho các bác là khi các bác đã dùng cái màn hình 120Hz rồi ấy, mà các bác quay trở lại cái màn hình 60Hz ấy, các bác sẽ cảm thấy cái sự 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 hụt hẫng đấy, hụt hẫng luôn đấy, thật sự luôn đấy. Em cũng đang thấy, em dùng một con S22 cộng, thì em sau khi dùng lại nó rồi và dùng lại con V60 thì thấy con V60 mình chậm thật. Đấy, và đương nhiên thì cái việc mà màn hình đấy rất là mượt luôn, để em xem nào. Tất nhiên là cái màn hình mà đây này, để các bác nhìn này, rất là mượt luôn. Còn V60 các bác nhìn thấy nó cứ hơi giật giật, không phải giật giật mà cái tốc độ đắm tươi nó chỉ có thế thôi, còn này mượt kinh khủng mà. Đây, đó, thì đấy là một cái ưu điểm rất lớn của cái con này. Và cái màn hình của nó ấy, nó cũng rất là đẹp nha các bác. Nếu mà so sánh hai cái màn hình ở đây, em vẫn thích cái màn hình của con Sony hơn, trông nó xịn, nó gì phải nói thế này, nó thích, như nó mịn hơn và nó nhưng nó trong trẻo hơn đấy, đấy trông nó thật hơn đấy đó. À, và cấu hình con này, cấu hình hai con này thì đang tương đương nhau nha các bác, đều chạy cái chip
865 và có cái RAM là 8 GB. Nhưng mà cái con X5 Mark 2 này này thì nó chỉ có viên pin là 4.000 thôi. Còn cái con V60 nó là pin 5.000 cơ. Pin V60 chắc chắn là ngon hơn. Còn pin của con này thì đương nhiên là nó sẽ không thể bằng con V60 được. Và em cũng thấy là anh em dùng cái con X5 Mark 2 này này cũng bảo là pin nó hơi yếu. Đấy, nó thật là thế, em nghe nhiều anh em nói như thế. Đấy. Tuy nhiên thì bù lại thì các bác sẽ có một cái thiết kế rất là cân đối và không bị khuyết tật ở cái màn hình, không bị thòi thỏ, không bị làm sao cả. Đấy. Và đặc biệt em thấy là đa số Sony đều dành cho nam nhi là chính thôi các bạn, chứ nữ nhi ít khi dùng Sony lắm. Đấy, rồi ok, thì cái con này em đang bán là 5 triệu 7 nha các bác. Các bác muốn test cái thứ thì cũng test như em vừa rồi là được rồi. Đấy, và quan trọng là ngoại hình thôi mà. Rồi, ok, chào các bác nhé.